Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 5 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng lãnh đạo các ngành liên quan và địa phương có diện tích rừng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo kịp thời của các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện của cấp ủy chính quyền của các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương. Các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo các cấp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, đồng thời là ban chỉ đạo quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập và duy trì hoạt động của các tổ đội xung kích cấp xã, thôn bản trong quản lý bảo vệ rừng, chữa cháy rừng khi xảy ra cháy và tổ chức các đợt tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tại An Giang, từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 32 vụ cháy trong phạm vi quy hoạch đất lâm nghiệp, tổng diện tích bị cháy là 63,825 ha, thiệt hại 10,7 ha với các diện tích rừng trồng, cây bụi và cây tái sinh trên diện tích bị cháy. Trong đó có vụ cháy lớn và kéo dài nhiều ngày qua là khu vực kẹt Càng Đước, Núi Tô, huyện Tri Tôn, với diện tích đám cháy là 28,03 ha. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh ủy An Giang và chỉ đạo các sở ban ngành chuyên môn, các lực lượng và các địa phương có rừng tiếp tục thực hiện nghiêm lịch ứng trực 24/24 trong giai đoạn cao điểm mùa khô, đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng quy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra, tăng cường công tác phát thanh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao năng lực hoạt động của các ban chỉ đạo, chỉ huy về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng các cấp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Phó Thủ tướng giao các địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng, tham mưu Chính phủ ban hành nghị định, nghị quyết nhằm tăng cường quản lý nhà nước về rừng, phát huy đa dạng sinh thái rừng, mở rộng khai thác giá trị rừng, tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương, việc quản lý phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của địa phương. Trung ương chỉ hỗ trợ những nguồn lực đầu tư, thể chế, cơ chế chính sách. Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, chuẩn bị sẵn sàng bốn tại chỗ, rà soát lại các phương án kịch bản, nếu không còn hợp lý thì phải điều chỉnh. Đồng thời, chăm lo cho lực lượng kiểm lâm, công tác bảo vệ phát triển rừng, ứng dụng công nghệ Flycam, cài đặt phần mềm tuần tra rừng cho cán bộ kiểm lâm trong bảo vệ theo dõi rừng.